À, vâng, Xuất Tuấn Lan lại gửi lời chào là kính chúc toàn thể các bác anh em làm thợ đi bẫy chim đêm. Hôm nay thì tiếp tục giới thiệu đến các bác những cái mẫu loa toa, loa phóng để phục vụ anh em đi bẫy chim đêm. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch bên em. Để anh em mua bán vui vẻ thành công, các bác điện trực tiếp theo hai số điện thoại chính của shop để đặt hàng. Shop em luôn luôn là giao hàng tận nhà, nhận hàng. Các bác được quyền kiểm tra hàng đúng sản phẩm, các bác thanh toán tiền nhé. Bên em thì cung cấp tất cả các mẫu âm ly, bẫy chim đêm hay là loa toa, loa phóng, những mẫu lưới bẫy chim đêm nhé. Lưới thì bên em có đủ loại, lưới bẫy chim rẽ run, trích rẽ, trào màu, chim nhỏ, chim to đều có hết luôn nhé. Đấy. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác cái mẫu hai cái mẫu âm ly được anh em thợ bẫy chim đêm sử dụng mua khá là nhiều. Đầu tiên sẽ giới thiệu đến các bác là một cái dòng âm ly 263B nhé, 263B màu xanh như có thấy trên hình đây. Mẫu này thì giá tầm trung, giá chỉ có 400.000 đồng, đấy, bao ship tận nhà anh em nhé. 400.000 là anh em sở hữu một chiếc âm ly như này rồi anh nhé. Âm ly để các bác chạy vào, nó có hai cổng anh nhé. Một loại cổng để các bác cắm nguồn điện 220V, một cổng là cắm nguồn điện bình ắc quy 12V nữa nhé. Bình ắc quy 12V, đấy, có hai cổng ra và hai cổng vào, đấy cũng nhé. Mẫu này thì sử dụng khá là ok, kết nối vào Bluetooth qua điện thoại đều được thôi nhé. Màu xanh, 400.000 đồng, bao ship tận nhà rồi anh em nhé. Khi các bác mua âm ly thì bên em sẽ tặng các bác một cái dây nguồn, một cái đầu lọc thẻ to anh em nhé, để các bác sử dụng thẻ nhớ anh em nhé. Đấy. Và tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bác là một cái dòng âm ly nồi đồng cối đá 26288 nhé. Đấy, âm ly son 288. Mẫu này thì hàng loại 1 thôi nhé, hàng nhà em là hàng loại 1, xịn sò, giá là 500.000 đồng một chiếc anh em nhé. Giá 500.000 đồng một chiếc. Tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bác những mẫu loa toa anh em nhé. Loa toa thì nó có loa bát nhôm này, loa bát nhôm anh em nhé, hàng của Trung Quốc, hàng 5W anh nhé. Mẫu này thì bên em đang bán với giá là 200.000 đồng một chiếc anh nhé, 200.000 đồng một chiếc loa bát nhôm, đấy, xịn sò anh em nhé. Đấy. Tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bác là cái loa toa 15W hàng Việt Nam. Mẫu này thì bên em đang bán với giá là 300.000 đồng một chiếc anh nhé. Đấy. Khi anh em mua nhiều em sẽ giảm giá anh em nhé. Loa toa 15W này, hàng Việt Nam các nhá. Tiếp theo là loa chép kèn. Loa chép kèn thì như bác thấy là bên em vẫn đang bán, như các bác mua cả cặp là 350.000 đồng một cặp anh nhá, một cặp là tức là hai chiếc. Đấy. Loa chép kèn để các bác đánh con rẽ run anh em nhá. Rẽ run thì các bác có thể sử dụng cái loại loa chép kèn này. Loại này là loa loại 5W thôi nhá, hàng 5W này các nhá. Đấy, đầu nhọn nha các nhá. Đấy. Có cả phễu luôn không nhé. Đấy, loa chép kèn. Và tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bác là một cái dòng loa toa hàng Indonesia nhé, hàng Indonesia. Đấy, hàng Indo thì nó sẽ cao cấp hơn, chất lượng hơn nhé. Loa tất cả là bằng hợp kim nhôm các nhé. Đấy, loa 10W này là SC610, loa 10W rất là nhỏ gọn nhưng mà tiếng rất là to anh em nhé. Ở đây nó có cả mã vạch, hàng nhập khẩu của Indo. Mẫu này thì bên em đang bán với giá là hơn 600.000 đồng anh em nhé, 630.000 đồng bao ship tận nhà cho nhé. Tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bác là cái dòng loa toa 15W hàng Indonesia anh em nhé. Hàng này thì SC615. Mẫu này thì bên em đang bán với giá là 750.000 đồng anh nhé, 750.000 đồng bao ship tận nhà rồi. Tiếp theo sẽ là giới thiệu đến các bác là hàng loa toa 15W, đầu hàng 30W SC630, hàng của Indonesia. Mẫu này thì bên em đang bán với giá là 950.000 đồng anh nhá, 950.000 đồng bao ship tận nhà rồi anh em nhá. Đấy, các bác nào đang quan tâm về những dòng loa toa hay là những âm ly thì có thể liên hệ trực tiếp bên em. Ngoài ra thì bên em cung cấp cả những mẫu lưới bẫy chim đêm nhé. Đấy, lưới thì bên em làm sẵn rồi, các bác về các bác chỉ có căng cọc là đánh thôi. Bên em có loại 4/8, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5 nhá. Đấy, có loại 50m, 100m, đủ loại nhá. Đấy, nên anh em nào đang quan tâm về mẫu lưới thì cũng alo trực tiếp bên em sẽ tư vấn cho nha đó nhá. Đấy, số lượng thì về rất là nhiều, anh em nào đang quan tâm thì có thể điện trực tiếp hoặc đặt hàng thì kết bạn Zalo anh em nhá. Em sẽ gửi hàng tận nhà, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Một cái video rất là ngắn thôi, em xin chào tạm biệt bác, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cũng biết ạ. Xin chào tạm biệt các bác ạ.